Hello, xin chào tất cả các bạn và fan game offline của mình. Thì mình đã quay trở lại rồi đây. Và video này chúng ta sẽ tiếp tục với cái game Survival á. Và mình đang trên đường là đi tìm những cái con quái vật cho các bạn xem này. Phía trước đó là cái con rồng Adapter. Đây các bạn thấy không? Mình vừa mới vào game luôn. Thì hiện tại bây giờ là mình vẫn còn trên cái đảo núi lửa của cái Master Hunter á. Tại vì trên cái hòn đảo này có rất là nhiều quái vật đó các bạn. Để mình bắt cái con rồng Adapter này luôn đi. Mày ê, đừng có phun tầm bậy nghe cu. Mày tại vì cái con rồng này nó có thể là phun lửa được đó các bạn, rất là nguy hiểm à. Ở khu vực này tốt nhất là chúng ta nên xài súng này đi cho nó đỡ nguy hiểm. Con rồng adapter này level 44. Cái vụ gì, cái vụ gì? Oh my god, hết hồn. Ôi thôi là tôi hết hồn rồi, các bạn không biết là mình đang đeo tai phone đó, cái tiếng bước đi của nó là đùng 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 á, là mình hết hồn chưa. Rồi cái vụ gì mà từ từ mấy chú. mình sợ lắm đấy. Ok, nó đang timing rồi. Ở đây thì mình đang đi lưu lạc tới cái phương trời này nè các bạn. Thấy không, mình thấy được cái cửa hàng. Mình nghĩ là cái nơi này là cái cổng vào cái hang động mà nó nối liền ở giữa biển á. Đây, để mình mở cái map bản đồ lên cho các bạn xem. Đó, thấy không? Mình hiện tại giờ là đang nằm cái khúc này nè. Ôi, con này làm gì đây? Con này làm gì đây? Đây. Để mình đi vô cái hang động này thử á. Chỉ đi qua thôi chứ không có đi xuống dưới, tại vì cái hang động này mình đã khám phá rồi. Wow, rồi các bạn bước vô đây thấy nó sáng ghê không? Cái đồ họa của cái game Survival này là khi mà mình chơi bên đây á, chơi trên cái PC mới á, nhìn nó phê hơn á, nó phê hơn chơi trên cái lab của mình. Điều gì vậy? Ủa? Ý, nó tới hai hướng là các bạn ơi. Như vậy là trên đường này nè, nó tới hai hướng ha. Thì là hướng này là hướng ga nè. Yeah. Phải không ta? Hay là mình đi ngược trở lại rồi. Trời, mình đi ngược trở lại. Phải. Được rồi, khoan. Lỡ đi ngược thì phải để con rồng này nó tỉnh dậy luôn đi, rồi chúng ta cưỡi nó đi cho nhanh á. Mày. Mình hy vọng là trong cái tập này mình sẽ tìm được cái con Hira năm đầu á các bạn. Con gắn năm đầu á. Tại vì trong cái hình chụp của cái bản mod này mình gặp cái con gắn Hira năm đầu nữa. Bây giờ bên kia cũng lông nhóc chân kìa. Tỉnh lẹ đi anh ơi. Lâu quá chực luôn. Nó tham mình sắp xong rồi các bạn. Mình có cái con này cưỡi đi thì nó đỡ hơn ha. Đỡ chết hơn. Tại vì đi một mình lỡ gặp mấy con mấy cái con mà dơm vô dơm đô đô các bạn, nó bu lại nó cắn mình chịu không nổi đâu. Đây đây mình chỉnh 2 đi. 81 là mình nhớ luôn á, là cái thác foundation á, mình khỏi chế ra cho mất công. Tại giờ mình đi khám phá mà. Là cái bed nè, là cái giường ngủ á. Đấy các bạn thấy chưa? Rồi cái giường đang cho lỡ chẳng may mà chúng ta có chết á, thì chúng ta có thể là hồi sinh ở đây được. Rồi. Tỉnh lẹ đi cô ơi, lâu quá. Mày dám lên đây ăn xác mày. Mày ăn xác chết của mấy con này mày có hỏi ý anh chưa? Lên. Ê, cứu tí con gì đi lại. Mày. Thôi.
Rồi các bạn chơi game mà mình đeo tai phone đó, các bạn biết cái cảm giác nó ghê lắm á. Rõ ràng là mình biết cái có cái tiếng con gì nó đang đi lại. Mỗi lúc một gần á các bạn nghe sợ với văng luôn. Nhanh lên nhanh lên. Lâu quá. Thôi ok rồi. Nghe rồi. À, bập bập bập. Đi thôi. Ok, chúng ta đi nào. Mình phải cưỡi cái con này với mà cái con gồng đất nhất. Con gồng đất thì nó có cái chiêu lăn đó các bạn. Rồi, để coi coi. Cái S điểm kinh nghiệm sao quên mất tiêu rồi. Ôi, trời ơi, con gọng mà khi bước vô đây các bạn nhìn cái màu nó đẹp ghê không? Ủa? Gì kỳ vậy? Không được các bạn ơi, té xuống đây là chào máu họng à. Té đó là chết á. Rồi đi, cái hang này mình khám phá rồi rồi. Mình tưởng đâu là nó thông với nhau á, ai ngờ là nó không có thông. Không thôi chúng ta đi thôi. Em này thiệt bò thì phải chậm quá đi. À, mình sẽ đi hướng này ha. Hy vọng là gặp được cái con quái thú năm đầu cho các bạn xem. Mình cũng háo hức lắm, đang tìm cái con đó. À đúng rồi. Cái con rồng này nó có chiêu độn thổ mà mình quên. Mình đi chiêu độn thổ cho nó nhanh. À mình gặp cái thằng thằng khổng lồ một mắt hôm qua rồi kìa. Kìa các bạn thấy chưa, cái thằng khổng lồ một mắt kìa. Ui thằng ngu kia, chúng ta hồi sinh nè, chúng ta ta cho lên đây được không? Tài nguy hiểm quá. Nhìn nhìn rất là ngầu hết các bạn. Mình phải nói là mình khoái gì đấy, rất là ngầu luôn. Khu vực này quyết phóng ra có sao không? Oh. Cái gì là đây? Ôi, thằng ngu kia. Mập nè, nó bị dính mắc kẹt vô trong đá rồi. Cái thằng một mắt này hôm qua là mình bắt nó được rồi nè các bạn. Té mày. Đây đẩy hồi té anh bây giờ. Nó đẩy mình hoài kìa. Vụ gì? Để mình thu phục luôn cái thằng một mắt này à. Nó bị dính vô trong đá rồi các bạn ơi. Cái gì? Ê, nó bị dính vô đá rồi cu ơi. Đừng đừng đừng, nó xỉu rồi. Hình như nó xỉu rồi. Chưa các bạn, nó chưa xỉu. Oh my god, vậy mà mình đứng tới bên nó không sao á. Xỉu chưa? Ê, ê, oh, no. Hết đồ, hết đồ. Cạp nó cù. Thôi, bỏ nó đi, Mày đứng mày án hết trơn vậy luôn, sao tao bắn là được. Thằng một mắt này. Mày một mắt này. Cái con này giác tối mà các bạn thấy chắc
ngủ khỏi khỏi ngủ luôn á. Xỉu chưa ta? Bật cho cái lụng nó đi. Nó còn quay qua quay lại chắc nó chưa xỉu luôn rồi. Rồi ok nó xỉu rồi. Yeah. Rồi. Ở dưới này có con bù cạp nữa. Yeah. Ok, bắt được này luôn rồi. Đi thôi cu ơi. Halloween, nó chịu đi theo mình rồi đấy. Đi nào. Mình đã giúp ra khỏi bị dính vô cục đá rồi kìa. Thằng quỷ thằng một mắt nó đi chậm quá các bạn ơi. Đi chậm quá chừng luôn. Thì ở đó có con alpha. Chết rồi con alpha. Tốt nhất là không nên đụng độ nữa ha, mình sẽ độn thổ xuống để mà đi luôn cho nó nhanh. Bỏ thằng một mắt ra đi. Rồi mình đi phía ngoài này. Thường mấy con gồng á, mấy con gồng nó cũng có hay xuất hiện ở ngoài bờ biển này lắm nè. Rồi gồng đã hết rồi. Qua luôn. Ê, trời, gãy xương. Thôi, mình quên mất. Mình không có bắt tử, mình lội qua cái dòng nham thạch là bị dính dưỡng đó các bạn, chút xíu nó chết luôn rồi. Sao tập này không thấy quái thú gì vậy ta? Trên kia lại gặp con rồng adapter nữa kìa. Ôi trời ơi. Sao tập này toàn gặp rồng không vậy? Cái lúc của mình kiếm rồng thì không gặp, còn tới lúc không kiếm thì nó xuất hiện một đống. Con thỏ nào? Yes. Ok, mình độn thổ đi cho nó nhanh thế các bạn. Sao kỳ vậy ta, sao quái thú rồi đâu hết rồi. Ở đây có con raptor. Ê, Phan ơi. Đây, con gồng. Oh my god. Ê, con gồng nước. Cô gồng ở dưới biển các bạn ơi. Ô nó cắn nhau với con gì nè, con cá mập kìa các bạn thấy chưa. Trời, nó phục điện được nữa. Hai. Pha mình phải quay trở lại mới được. Chưa lên nào. Đi, ở đó có con gồng. Có con gồng dưới biển kìa các bạn thấy chưa. Rồi. Con đó mình cũng chưa được bắt nữa. Rồi, phạt. Các bạn đợi mình xíu. Rồi. Tái biến. Cái con người bực mình quá. Đấy. Muốn bắn con gì chúng ta phải đặt mấy cái đồ đây được. Đặt mấy cái giường đây có gì hồi sinh lên được. Ok. Rồi con gồng cấp nãy rồi, con gồng kìa các bạn ơi, con gồng nước dưới sông kìa.
Quay đi theo tao cu, thì lên đúng rồi đi theo anh nhé. À con Raptor này chỉ giết lên để kiếm gắt thôi. Mày. Rồi 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 mình giết kiếm gắt con gồng adapter của mình luôn rồi, ngu ngu nghe. Cứ đưa cái mỏ vô trước mặt. Kinh tao ơi. Mình giết con gồng adapter mình chết ngắt luôn rồi. Không biết mấy thằng dùm đô đô nơi đây nó có xuất hiện không nữa. Rồi con gồng nước ở dưới đó đẹp quá trời luôn các ơi. Dùm đô đô đừng có xuất hiện nha cu. Thì ghét lại đi cu. Ok. Xong hết chưa mấy em ơi. Rồi con gồng nước nó ở dưới nước. Không không mà mình nói cũng hợp lý mà. Con gồng nước thì dĩ nhiên nó phải ở dưới nước rồi. Vàng 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 thì và đời nó dưới nước kìa, đẹp quá chừng luôn. Ồ các bạn biết là con gồng mà các bạn nhìn thấy nó dưới nước nó lộn lộn nhìn phê lắm á. Mình không sợ gì dân á, sợ lúc đang chơi bị mấy này nó tấn công hội đồng chứ gì chứ á. Wow các bạn thấy không, nó đang tắm đấy. Dạ nó phát hiện ra mình chưa nữa xuống nước cái nào. Oh kìa, nó đang lội, nó đang bơi dưới nước kìa các bạn thấy chưa. Holy shit đẹp quá, mình chỉ thích ngắm em từ xa vậy thôi. No ê thằng ngu kia mày. Mày ê ôi giời ơi, nhẹ nhàng gì bắn nó có một hit bọn nó chết luôn à. Trời ơi vậy mà làm mình tưởng đâu là nó trâu lắm ấy. Nó xỉu rồi, phan 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 nó xỉu gì à, phan 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 các bạn ơi, các bạn đi biết đi ra ngoài đó là cùng nghĩa với việc là giỡn chơi đó, giỡn giỡn mặt với tử thần đấy. Đồ bơi của mình đâu rồi, tôi bơi vô đây cho chắc. Xuống. Có đeo. Có cá mập không đây? Vì nơi sinh sống của con gọc này là không có cá mập các bạn ơi. Ôi giời ơi. Ăn đi cu ơi, thăm bên chưa, thăm bên chưa. Ok, vô 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 vô. Mệt quá. Ôi giời ơi. Yeah. Vậy là mình đã bắt được cái con rồng này rồi, chúng ta chỉ việc chờ đợi thế á. Công nhận các bạn thấy đẹp ghê không. Wow nó nằm nó xỉu một cục của nó rồi. Đây tốt nhất là đợi cho nó tỉnh đi ha các bạn, đợi nó tỉnh đi rồi chúng ta tính tiếp. Không biết con rồng nó có tuyệt chiêu gì nữa đây. À, quên lấy nước. Sợ nhất là xuất hiện mấy cái con chôm đô đô thôi chứ mình không ngán con gì chứ. Rasper. Ăn đi cô. Ồ, tưởng đâu thịt cá mày không ăn chứ. Đi cá mập nữa kìa các bạn ơi. Mình giờ chả muốn đi đâu rồi. Chỉ muốn ở đây ngắm em từ xa thôi. À, cho nó hồi sinh là đi. Nó tỉnh lại đi rồi chúng ta đi tiếp. Phan phan ở trên đó có con chim gì nữa kìa. Hình như con chim này chúng ta có thể là cưỡi được đó các bạn. Cứ từ từ nè. Xỉu. Rồi chết luôn. Rồi cái súng mình mạnh như gì. Đào thêm quá thịt ở đây. Con gọc lâu tính chứ gì ta. Rồi trời mưa luôn rồi các bạn ơi.
luôn rồi. Các bạn thấy mình bắn hay không? Bắt phát bắt chúng luôn đấy. Nè. Ý, rồi hụt rồi. Đấy, em gọc này tỉnh lâu dữ vậy ta. Ôi giời ơi, con cá mập. Con cá mập Meradon này. Yeah. Raptor nó tỉnh rồi. Where you? Nhanh lên. Tao này. Halloween này mà nó nhiều đít mình. Ok. Hoàng đấy. Sao mình nặng chứ ta? Bỏ bước cái này đi. Cái giường, hai giường lát. Chế cho nó cái yên đi chứ. Ôi, con rồng nó nằm ở đó một cục thôi kìa. Nó chưa tỉnh lên nữa. Để mình gần kiểm tra tình hình coi như thế nào thôi các bạn. Sắp xong rồi. Đến là đây cô ơi. Wow, mắt màu cam nha. Rồi, cái vây ở trên của nó màu xanh khác với con rồng bình thường á các bạn. Nhìn đẹp kia luôn á. Con rồng này tên gì đây? Ivory. Lazarus. Oh shit. Lazarus. Vô. Một lát nữa đi. Vô trong để bình tĩnh mình đọc mới được. Thôi mà đó không bình tĩnh được. Wow, các bạn thấy mình lực ghê chưa? Không. Sao mà nó lâu tỉnh như vậy trời? Háo hức quá rồi. Con này mình pho thêm nó luôn rồi. Để chúng ta cưỡi nó khỏi gần cái yên. Cái quay nó yếu xìu. Trời. Đây các bạn thấy không, mỗi lần đợi bắt con thú rất là lâu ha. Thế là mình chỉnh cái thời gian á. Cái thời gian thêm là đâu 30 á. Mà các bạn thấy lâu ghê không? Ê, nó vô rồi, ok, ngon lành đấy. Vô đây cu. Ê, kìa nó hỏi kìa. Wow, tuyệt vời. Rồi. Ôi trời ơi, nó bự như cái con adapter đấy các bạn ơi. Từ từ nào. Đây. Cái quái gì nó cái đẩy mình quậy. Yeah. Trời, mình tưởng đâu đứng luôn rồi chứ. Ôi trời ơi. Ngầu quá chừng luôn. Đây các bạn xem nào. Ôi giời ơi, con gồng nước. Vâng, phần nào. À, cái tên của nó này các bạn, không? Ivory Lazarus. Rồi, mình đọc đúng rồi ha. Để coi tuyệt chiêu nó coi. Ui, nó tập trung năng lượng lại, nó phun cái gì nè các bạn ơi. Nè. Kinh khủng chưa.
Ôi, nhìn con gọc này cũng ngầu lắm chứ bộ. Đấy. Hả? Nó nói nè, tao ngầu thiệt chứ bộ. đúng rồi. Cái này là chuột chuột một á. Chuột chuột trái á. Được rồi, để mình nhắn cái phim phim cách kìa nha. Nó không có thiệt chiêu giống như con kia các bạn ơi, nó không đụng thổ được. Ôi giời, nó chỉ biết gồng không à. Ê, buổi tối nó phát sáng nè các bạn thấy chưa. Ôi, buổi tối cái vầy nó phát sáng nè. Cái chiêu C của nó là cái chiêu gầm á các bạn. Còn cái chiêu chuột phải cái là chiêu phun. À, phun điện ra ha, nó phun cái cục điện ra đó. Yeah. Con này được con khái là chúng ta đi bò dưới nước á. Im. Đấy các bạn thấy không? À. Cái tướng nó di chuyển cái gạt con cá sấu à. Vàng. Nhưng mà hình như là nó xuống nước được đúng không? Nó xuống nước được để mình gắn bộ đồ thở vô là ok, mày stop đây đi. Stop đi. Ôi, nó xuống nước nó lội nhanh lắm các bạn ơi. Phan phan phan, mình gắn bộ đồ thở vô rồi mà. Trời ơi, không gắn vô mình mà đi bỏ vô trong máy nó hèn chi. Rồi ok. Con Raptor đâu rồi? Raptor đứng ở đó đi ông ơi. Đây này. Xuống nước lội. Wow. Ở dưới nước giờ này tối hù, tối hịch không thấy con khỉ gì hết. Nhưng mà xuống nước lội được nè các bạn, xuống nước lội tốc độ nhanh lắm. Ôi giời. Ôi giời ơi, dưới nước có con cá gì kìa. Ôi giời ơi, lội lên, lội lên, lội lên luôn. À, con gọc này đi dưới nước rồi đi trên bờ được luôn ha, sướng sướng. Giờ này dưới nước tối quá các bạn ơi. Wow. Mình đã bắt được con gọc nước ở đây. Ôi giời ơi, dưới này cá mập cá sấu gì lúc chân gì. No 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 no. Cá mập rồi thêm mà mấy con cá gì nè. À, mấy con cá đuối. Wow, các bạn biết cảm giác mình bây giờ là rất là sướng luôn á. Trời ơi, con gồng nó lội dưới nước nè, phê chưa, phê chưa. Vô 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 vô, chúng ta lên thôi. Mệt rồi, mệt rồi. Con gồng mình nó đang bị mệt. Ê, 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 no, no, chú muốn kiếm chuyện hay gì? Giờ này xuống biển tối quá các bạn. Rồi. No, 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 em không muốn chơi đâu. Ê, bên kia có con sói ba đầu nữa kìa. Các bạn thấy chưa? Ôi trời ơi, mình bị nghe mũi. Đây, con sói ba đầu kìa. Con quỷ đó là không có bắt được. Chúng ta chỉ for thêm nó, chỉnh mã mới bắt nó được ha. Thôi mình không chơi với con đó đâu, con đó ngu lắm. Con đó hôm qua là mình có bắt nó rồi. Có cái thiệt chiêu phun lửa không à. Để mình bò. Bò sát sát bên đây thôi. Ê, bên kia cũng có con sói ba đầu nữa kìa các bạn ơi. Sao khu vực này sói ba đầu nhiều dữ ta. Nó thường là nó ở gần gần mấy cái chỗ mà có gì nè các bạn. Có cái dòng nham thạch á. Đây, tắt đi ấp khe nào. Rồi. Mình bắt được con gọc này phê quá trời phê luôn.
chơi đó chứ nói gì là quá quá đủ rồi, quá phê rồi. Mình sẽ lội lên để mà bắt thêm mấy con khác à. Nó lên bờ nó đi chậm quá các bạn ơi. Ở trên này chắc chắn là có mấy con trộm đồ đồ. Quá đẹp. À các bạn thấy chưa? Ôi giời ơi. Đây 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 chị. Mình đang canh cái góc này nè. Đang mình chụp một cái bức hình. Nè, đi thôi, đi thôi, đi thôi. Đi thôi, đi thôi, đi thôi. Cái con rồng nước này nó lên bờ làm như nó không có thể hiện hết được cái kỹ năng của nó các bạn ơi, nó bò chậm quá. Không phê gì hết nhưng mà mình phải để mình chỉnh cái góc độ nào đẹp đẹp đi. Yeah, góc này được này. Góc này mắc cái cây rồi. Mình làm cái ảnh thumbnail cho cái video. Rồi xong mình thả nó này về dưới biển ha. Ồ, phía trước có con rồng Anaster nữa kìa. Wow. Gì đâu mà bữa nay gồng adapter mình gặp nhóc hết trơn rồi, tự nhiên giờ ba bốn con rồi đó các bạn thấy chưa. Hai con này cũng khá giống nhau hả các bạn. Khi gồng lửa với gồng nước gặp nhau. Ôi giời ơi, con tiên ghét thì làm gì vậy? À, mày leo lên mình con gồng lửa à, làm cái giò gì thế? Wow. Ê, cái vụ gì lại sát tôi nữa không? Tôi gồng nước nha. Bye bye. Ôi giời. Wow. Cuộc chiến của các loài rồng. Đấy, mình chỉnh cái góc nào cho nó đẹp đẹp coi này. Coi nào. Đây, 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 góc này này. Mình chọn cảnh không có phê gì chứ gì ta. Bắt luôn con gặp lửa này ha. Hiểu hay lắm. Ôi no no no, được rồi được rồi, no no được rồi, stop, chết đã được, hay lắm. Manaster rồi, được rồi đấy. Cái gì hoài vậy, sao mày cắn nó hoài vậy? No. Lát nữa đi, chúng ta sẽ quay lại hướng phía sau á. Cái con adapter nó có cái chiều độn thổ thì nó sẽ im hơn. Con này thì xuống nước thì ngon hơn á. Đúng rồi, mình sẽ dắt nó về trong cái hồ á các bạn, cái hồ sống chung với, cho nó sống chung với con rồng, con khủng long gai Spinosaurus của mình. Đấy. Ủa, không phải cái hồ này, không phải, à thằng kia kìa, lại nó giành nữa kìa, thấy không? Thôi trả về đây, tao không muốn sống ở đó đâu, ở đó có chút quét rồi mà cũng vừa đó bị giành nữa. Các bạn thấy sướng á, mình cởi cái con rồng này cái mấy thằng kia nó không dám đụng luôn á. Bên kia gồng adapter nữa kìa các bạn thấy chưa, rất nhiều cái gì ta, cái quái kìa, hạt trái châu kìa, bây giờ mất máu trái châu raptor này. Đi ra một mình nha, bên kia có con gigan nữa kìa các bạn. Bảo là tốt nhất là chúng ta đừng có giỡn với con Gigan này. Con Gigan này rất là nguy hiểm.
Raptor nó đi theo nó cắn mình mà nó tự động nó mất máu là sao ta? Không hiểu nha. Rồi nó bỏ chạy rồi. À, ở đó có con Gigan đó các bạn. Con Gigan này thì tốt nhất là chúng ta cũng được chơi nó. Nguy hiểm lắm. Sáng và ngày xuống biển đúng là cảm giác có khác. Thấy các bạn không? Gì mới đúng là gồng à. Xuống nước lội là quá phê luôn. Tại vì mình muốn lội qua bên đây nè, đang cách xa cái thằng quỷ thằng ấy kìa. Gigan kìa. Sao giờ này không thấy giờ này không thấy con nào vậy? Không lẽ trong tập này mình chỉ bắt được có con rồng nước không gì sao? Ê, thấy rồi ở phía trước kìa. Ôi giời ơi, lại là cái anh rồng đắt Ugagan. Sao trong tập này bắt được có mấy con này làm đi làm lại hoài vậy trời? Bắt được có cái con rồng nước này là nó mới à. Có gì quấy thú lắm các bạn. Tại do này bữa nay không xui xui hay sao. Thì có con sói alpha đây kìa. Con ngọc đắc này thì có chiêu lộn nè. Ồ, nhìn như con lăn đi. Con này thì phải dùng mã mới được ha. Mấy tập trước thì các bạn biết rồi, con đó bắn nó không có xỉu. Ta phải dùng mã mới được. Sao mình không gặp quái thú gì trên đây luôn vậy? Mình xác định vị trí rồi, hiện tại giờ mình đâu vậy? Mình đang ở cặp cặp bờ biển nè. Thường cặp cặp bờ biển thì chắc chắn là sẽ có quái thú. Kiếm cái nào. Kìa, con chim lửa. Rồi, đô đô nữa kìa. Oh my god, mấy con dơm đô đô nó ngựa con chim kìa. Ôi, tất nhiên là chúng ta tránh ra chỗ khác, mình không muốn chơi với con đó đâu. Hai con bò cạp, ở đây có gì vui vậy? Sói màu đen. Sói màu đen đó mình cũng có rồi. Có con sói màu đen nó mới dám cắn mình thôi, còn mấy con kia nó không dám à. Ở đó có con chim lửa kìa. Ủa sao ba hồi nó có lửa, ba hồi nó không có lửa ta? Mình không thể nào bò qua dòng nham thạch được, bởi qua dòng nham thạch là gãy xương đó. Không gặp con nào luôn rồi, phá trời. Kỳ quá đi, không lẽ tập này bắt được có con rồng này không sao. Ờ, gặp thằng một mắt nữa rồi kìa. Làm trò gì vậy? Ủa? Chết rồi, vậy là nãy giờ mình đi giáp một vòng rồi. Trẻ trâu này. Trẻ trâu này 270 mấy. Ôi, như vậy là nãy giờ là mình bò giáp một vòng luôn rồi đó các bạn ơi. Mình đi giáp một vòng nhưng mà cấp nãy đi thì
cưới cái con Alaster, còn bây giờ đi về cưới cái con này á, Ivugi. Phải Ivugi mà. Đúng rồi. Ivugi ha, Ivugi Lazarus. Tên cũng đẹp quá. Cái đường vô cửa hang như này là cấp nãy mình khởi đầu ở đây đúng không? Đường đảo đây này thì là còn ở đây. Cưỡi mấy con này cũng đỡ ha, nó gặp mình nó sợ nó không dám tấn công mình. Wow, mình kiếm cái hình thumbnail này ngon ngon á, không ngon gì hết. Rồi trời ơi, sao gặp mấy con rồng quỷ nó hoài vậy? Qua lắp tên rồi kìa. Thôi đi, mình chán nó lắm rồi. Cũng như là ở đây là địa bàn của nó sống vậy. Hôm qua còn gặp bên người cây rồi mà đó. Đi cái đầu này xuống như vậy. Ê, 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 ở dưới nước có con gì nữa kìa. Con khủng long gai màu đỏ. Thường là mấy hồ nước này sẽ có khủng long gai Spinosaurus đó các bạn. Game nó làm cũng hay quá chứ. Thì đó. Rồi, quá xui rồi. Cấp nãy mình bò giáp một vòng ngoài bờ biển đúng không? Chúng ta không gặp con nào vậy phải không? Mình sẽ đi cái đường nào đó. Té này chết hoặc là chắc chết ngắt một cọng luôn á. Mắt phục máu. Mình bò dọc một vòng ngoài biển rồi. Thôi bây giờ mình sẽ đi ở khu trung tâm này ha. Đi vòng ra khu trung tâm này sẽ có. Chậm ghê luôn á. Rồi các bạn đợi mình xíu à, để mình ra mình lấy cái mã chỉnh cái điểm kinh nghiệm lên cho nó nhanh chút, bằng bơi cho nhanh đi quên đó chứ bò như vậy lâu thấy bà. Ok mình đã quay trở lại rồi đây, rồi mình lấy cái mã vừa bò cho nó nhanh. Mãi chết kinh nghiệm ha. Nãy giờ mình quên bò chậm ghi. Đấy. À. Tăng maximum đỉnh bò lên này. Chạy cho mày chết luôn. Đấy. Bò. Ê, gắn động cơ sushi bò vô gì bọt cho nhanh. Bọt nào. Trời ơi, mấy con quái thú kia đâu rồi?
Anh không muốn giỡn với mấy chú đâu, thật là chỉ muốn đi tìm mấy con quái thú kia thôi. Bò nào trời ơi, bò gì nãy giờ không có gì. Nào, tốc độ các bạn thấy ghê chưa? Có ai chạy marathon với tôi không? Ôi trời ơi, quay lại đẹp đủ thứ rồi, sao bữa nay tập bay mình xuống vậy? Kỳ vậy ta? Rồi, lại còn gặp con rồng này nữa rồi. Đi vòng vòng lại đó là thời điểm ban đầu. Giống như cái đảo này nhỏ quá các ơi, nãy giờ mình bò nó giáp thôi nữa. Được rồi, tập sau thì mình sẽ bò lên núi á. Đi chỗ này nó hết giáp xuất hiện luôn rồi. Bò như siêu nhân. Tập sau mình sẽ sử dụng em này để bò cho nó nhanh đó. Đây. Thôi các bạn hãy chụp góc độ này là các bạn nhìn kích thích liền á. Không. Coi ơi, có thêm con cọc nữa kìa. Ý. Mình lại gặp cái địa bàn nó được nữa, con cọc màu đỏ. Đâu tao còn nước mà mày. Ôi trời, đi nó khá giống mình thôi các bạn, nhưng mà của mình còn nước mà. Từ nãy giờ quá giặt nó còn giặt ở đây nè. Thì ra là nó sống ở khu vực này. Úi giời ơi, ở đó có một con nữa kìa, đấy các bạn thấy chưa? Ôi no, mày làm gì chơi lại tao, tao có gắn động cơ siêu quán lực mà. Đây nè, ở đó có một con nữa kìa. Ôi trời, cường cây đúng không? Trời, gọc này. Ở đó có một quái thú gì nữa kìa. Úi giời ơi, thì ra là nó sống ở đây. Rồi, kìa các bạn thấy chưa? Rồi cung ra lửa gì thấy ghê với chú. Ê cú này mày trời ơi, cung một lắc cánh đúng tao đòi mày. Trời ơi, con gồng mình nếu giống như bị kiểu bị si đái chính rồi. Ok, này bút bèo đây bèo. Bây giờ ôi giời ơi, cạp mình, cạp thích mình. Ôi nó đang ăn con sói các bạn. Mày thấy ghê chưa, thấy ghê chưa các bạn, thấy ghê chưa? Ơi nó lấy nguyên thân hình nó gì mà nó dọc con sói rồi. Mày thôi một lát nữa đi, thì là chúng ta đã tìm được cái nơi mà cái nơi sống của con này. Trời, khoan ơi con gì nữa kìa. Ôi trời ơi, con gì kìa. Ôi con chim, cái quái gì thế. Xác của con gì nữa nè các bạn ơi. Xác của con chim gì nè, con quái thú gì nè mà nó chết rồi. Nó bị xỉu chứ nó chưa chết.
No no, sướng sướng. Đi chỗ khác luôn. Ô, nó lạnh luôn. Con Radiant, Team Radiant. Oh yeah. Sướng vậy. Ô, nó chịu tham minh luôn. Trời ơi, nó đang nó mụn. Ô, mình bắt nó được luôn rồi. Ngầu vậy chứ. Trời ơi, ngầu vậy. Đi ra chỗ khác mày. Ơi không không ngờ nghe công sức của mình. Ôi trời ơi, con này gì ngầu cái gì. Wow, trời ơi, các bạn xem nè. Bề bề quá. Wow, nó đẹp lắm luôn á. Ơi đây các bạn thấy chưa. Ơi đáp xuống, đáp xuống. Đây, giờ thì ai chống với mình đây? Rồi. Đây, quay 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 góc cảnh nào đẹp đẹp, anh chụp lên bức hình cho fan coi coi nào. Wow, các bạn nghĩ đây, bức hình này là bao nhiêu tiền? Quá chừng luôn. À, để mình sử dụng này kia thôi. Wow. Nè 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 các bạn. Chơi chưa? Chơi chịu chơi rồi. Ui. Ôi, nó biết phun lửa liên quan nữa đó. Quá ngầu. Khoan 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 khoan. Các bạn nhìn ở dưới đất nó chạy nè. Ồ, mỗi lần nó chạy nè, thấy ghê không? Cắm đầu nữa ngoài chứ. Câu là đời, câu là đời. Con này còn dữ hơn con Viven nữa. Ờ, con này còn ngầu hơn con Viven xa luôn. Oh yeah. Thôi, tụi mày đập xuống đây đi. Đập xuống, đập xuống, đập xuống. Đập xuống. Đáp xuống. Yeah. Mình cho nó đáp. Ôi, nó bay ngầu lắm em ơi. À, thấy ghê chưa? Thấy ghê chưa fan ơi? Yeah, chơi chơi gì chơi liếc bồ. Qua đây, nhìn qua đây, đừng lên tivi nè cu. Wow. Ok được rồi, mình sẽ tạm dừng cái video này tại đây ha các bạn. Tập sau chúng ta sẽ tiếp tục cái hành trình đi tìm những cái con quái vật này ha. Yeah, tập này mình bắt được thêm hai con lúc này. Một con ngọc nước Ivory Lazarus, đúng không? Với cái con chim này gì đây? Cái con này là Bin Rathian. Đọc tiếng Anh chú vậy. Thôi đọc gì đi nha. Dạ yeah, được rồi. Bye bye tất cả các bạn nha. Các bạn xem video nhớ like và chia sẻ để ủng hộ tinh thần của mình ha. Tập sau thì chúng ta sẽ tiếp tục đi tìm mấy cái con quái thú mới. Có nhiều lắm á. Mình chưa tìm cái kia, con bên kia nó kìa, chưa bắt con bên kia nó kìa. Nhưng mà để tập sau thì mình sẽ quay lại để bắt con kia ha. Rồi, bye bye tất cả các bạn. Ở đây có con màu đen nữa nè. Ôi trời 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 trời. Ôi giời. Có con màu đen, quái thú màu đen nữa nè, các bạn thấy chưa? Oh no. Được rồi, mình đi ăn cơm cái đó. Lát nữa vô chơi chúng ta chơi tiếp. Wow. Hay ghê chưa, hay ghê chưa. Quái thú nhóc vào chơi luôn. Nhưng mà chẳng chưa thấy cái con gắn năm đầu đó. Thế nữa mình tìm cái con gắn năm đầu cho các bạn xem ha. Được rồi, nhớ đăng ký để mà theo dõi những cái video mới nha các bạn.
mình kết thúc video ở đây. Bye bye tất cả các bạn.